HKTV mình đang ngồi coi TV của mình với cha mình cái đài HK Wingardium and HG Wingardium Center, watching our home TV show. Mình mới vừa cắt tóc cha của mình xong, just cut my dad hair. Tác phẩm của mình đây, Manhattan. Chúc anh chú Hiếu chú cô nó hôm nay anh khỏe đỡ nhiều lắm rồi. Thành tích nó mới hết tóc lên mà nên ngồi ghế đây để cho nó quay phim lại để kỷ niệm. Tôi còn cháu. Cảm ơn cô Thì vì muốn mấy tới thăm. em Dạ anh còn nữa nữa tới tới thăm nữa. cháu cháu đợi hết tất Mọi người. cả em mất được Rồi con cảm ơn cháu chú để coi hả bà thứ ba có còn hay có không nữa. bằng thêm ba nữa với cái bằng chỗ Vinh Và những người mà giúp đây là cùng những của cha mình là càng khỏe đây. chỗ Vinh nó là thợ sửa xe cho anh lâu đời từ hồi anh qua tới bây giờ thì anh cho Cảm ơn anh Hoàng nữa. nó như là em út nhà nên là nó tận tình lắm xe anh giao cho nó là anh không cho lo gì hết nên hồi lúc nó nghe tên anh đau nó cũng gọi hỏi thăm thì cảm ơn chỗ thì cảm ơn cháu Hoàng nó cũng tận tâm nó giúp cho anh cái lúc mà anh ấy nó cũng bấm nguyện bấm đồ Cha mình càng ngày càng lớn mà các cái hiện nay thì cái những sao có thể nói là có thể 10 phần anh đã giảm được 3 phần còn lại 7 phần nhưng mà 7 phần này là đi đứng nó chưa có được bình thường và đi ăn uống nó chưa có được bình thường thôi bây giờ cái ta thấy cái này tóc này nó khó khăn lắm. Đi đứng nó khó khăn lắm. Cái chốc này là người ta nếu người ta không có phước thì người ta đã bị nửa thân tê liệt không có đi được ba Phải chân không trở lên được mình phải nói từ phương pháp thì phải làm phước cho nhiều không có giỡn được cái này là những cái Phật pháp nhiệm màu anh đã nói với các em đó rồi vấn đề là anh nhờ mẹ Quan Âm giúp cứu độ anh được này với Phật Di Đà với Phật Chư Sư cho nên anh cái trường hợp này anh đã nói cho các em nghe cái nhiệm màu của Phật pháp rồi một phần nhờ để những Phật tử nhờ bà con trợ giúp lòng mà đầu tiên phải nói đó là cái đó của mình phải mãnh liệt muốn sống là phải sinh tồn phải sinh tồn là phải mãnh liệt vượt qua những cái mà phải sống trong sự chết lấy cái chết là cái sống chứ còn đừng có thấy mà mình vừa ngã xuống rồi là để nằm luôn ngã rồi cứ ráng mà đứng dậy không có dân dịch nghe lời nói dần nên lần này là lần thứ tư rồi mà anh chưa chết tại vì cái thân nguyện anh chưa dứt cái đại nguyện anh chưa tròn cho nên á Phật cũng muốn cho anh sống lại ít ít một thời gian nữa nhưng mà cái sống này cũng chưa biết đến bao giờ sanh mạng hữu mạng tới sanh tử hữu mạng tới ngày đi thì phải đi thôi cho nên các em út nếu mà ví dụ cái ngày mà cuối cùng anh đi thì các em cũng các em đừng có buồn cứ tự tin mà sống cứ tự tin mà làm dùng năng sức mình của mình tới đâu về tới đó nhưng mà trong hãy có thân là phải gọi cho các em không có giữ được không có gì hết vô thường mà cái thân đừng hãy khóc có la thân buồn là gì hết vô cái bố thí vô thường khổ vô ái mà cha phải nhớ là cái nói cho nên anh biết vấn đề đó chắc các em biết rằng đó đừng biết không hãy có thân á thì sanh sanh lão bệnh tử là cái thứ khổ mà Phật đã giảng nè sanh sanh có thân thì phải khổ sanh đã khổ rồi đó. Già khổ bệnh khổ chết khổ cho nên gọi là tứ khổ trong Phật Phật kinh kinh của Thích Ca Mâu Ni đã giảng tứ khổ đó là tứ khổ đó Đó, cái bệnh sốt này nha là không có già trẻ bé lớn gì nó không có qua cái bệnh này đó nó không có từ ai hết trẻ cũng vậy lớn già cũng vậy chứ không phải nói già mới bị đâu làm quá sức người là có thể là bị đó cho nên các em đó hay là tất cả anh em cô bác con cháu làm phải giữ cái sức của mình cảm thấy mệt thì nghỉ ổng bây giờ nghỉ mà ổng là sống này việc nặng hay việc nhẹ cũng vậy khi mà cảm thấy mà tay chân mình có hơi khác lạ là ngưng ngưng liền
chứ không phải được cần là như nặng nó bị sốc đâu. Tự nhiên nó muốn sốc là sốc, nó muốn bệnh là nó bệnh, chứ không có nói làm gì cho quá sức rồi. Nguyên cái quan trọng nhất là mình khỏe, ăn nghỉ khỏe, từ những con cháu lấy cái tinh thần cá học thì giỏi, ok. Cho rằng mà mình không có làm quá sức, mình có việc như vậy mình có chuyện gì mình có cái bắt lên. Cái vô thường này nó đến, nó bất chợt, nó không đậu phụ của Chúa thì cũng vậy thôi, nó không có tha cho ai hết, mỗi người cũng phải chạy qua một đoạn gì đó. Thầy chùa ha, là một thứ cái gì cũng vậy, nó tối thường không bị cái cái nhưng mà cái tay đó có người tại vì cái em không cái tay này đó hầu cho lúc ăn mạnh thì anh cũng không có sử dụng cái tay, bởi vì mình thật cái tay mạnh. Mình thử ra mặt thử cho tao trái này dù đau cũng vậy mà không đau nó cũng không cầm đũa được đâu. Tại vì không có xài để cho tao trái họ mạnh rồi. Tại mình thử có cái tao mặt tất cả những cái gì cũng vào tao mặt. Cho nên cái tao trái này là để mà nó hép chút đỉnh đầu. Thí dụ mình bưng cái gì nặng thì cái tao trái này nó đỡ ở trên đầu. Còn cho tao mặt ngay thì mình bỡ ở dưới. Đó như vậy đang không làm được. Đó. Cô đem này là cái bệnh này mãi lắm, ok. Rồi những cái trái cây mà ăn để máu xuống nữa thì mình có thể mua được thanh long ăn sống hay là xây sinh tố cho nó máu xuống. Thì cái gì mình biết đó mình chia sẻ lại trong cái khoảng đời của cha mình đây. Cái cuộc này là nó mới quay lại để kỷ niệm mà anh muốn nói với em như vậy. Các em phải giữ bình tĩnh, dù cho anh còn hay là anh mất cũng giữ bình tĩnh. Anh em phải thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đồn đoàn kết. Sống thì phải cho hết cái tình thương cho nhau. Kể không kể trong gia đình mà do gia tộc mà kể cả thân bằng quyến thuộc hay là tất cả những người quen biết của mình hay là tất cả chúng sanh. Mình phải ban cái tình thương cho họ. Mình ban tình thương bác ái thì họ sẽ ban cho mình thôi. Sống đừng có ganh ghét, đừng có bỏng sẻn, đừng hẹp hòi, bỏng sẻn hết kỹ, ganh tị, cái điều đó là không tốt. Sống dùng gì ta mắt. Khi mình bệnh hoạn người thân của mình, đừng có bao giờ nói mình mất nhớ, đừng bao giờ nói mình khùng, ok. Thì mình không có khùng, cái người bệnh á, họ cần những cái sự chúc phúc, nói họ là để họ sẽ lành được, họ sẽ mau lành được. Không bao giờ mà để cái nói. Tại vì khi thí dụ mình đi thăm người bệnh, là phải nói những cái điều tốt mà cho những cái người bệnh người ta còn có cái sức tinh để mà người ta vượt lên. Đó, giống như là cái lời này nói cái này xấu. Là cái này là cái đoạn đường giống như cuối cùng mà khi mà người ta không phải là cái hồn của người ta, mình không biết mình tới mình khóc đó, mình làm cho người ta để coi hả khổ thêm mà đau đớn thêm nữa. Nói thêm cái vụ đó, bởi tới thì đừng có bao giờ mà là thấy lớn niềm tốt còn cái niềm xấu thì đừng có tới làm cái gì. Tại vì á khi mà một người mãn rồi đó mà thân bằng biến thuộc tới khóc la, tức là người ta cái vong hồn người ta thấy như vậy, người ta quyến luyến, người ta không thể đi được, là người ta phải đi vào con đường xấu. Cho nên tốt nhất á là tới là niệm Phật cầu nguyện đó là tốt nhất, chứ đừng bao giờ dù á có mình có thêm tâm đi nữa là chỉ giữ trong lòng. Còn nếu mà mình cứ nhớ thương người đó thì chỉ như mong phải mà để cho họ trước đâu cần phải làm thứ gì cả. Người ở ngoài nhiều khi cũng là cha mẹ của mình, con của mình là cha. Tại vì Phật có nói đó, tất cả đàn ông từ con nít đến già trẻ đều là cha, tất cả đàn bà con nít phụ nữ đều là mẹ của chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng. Mình phải tất cả những lời ra cũng vậy. Đó là biết đâu tiền kiếp của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ông bà của mình đó làm cái gì đó, mà bây giờ phải sanh đọa lạc vào loài thú. Những cái không phải là cho không sanh vậy. Không lọt vào để cho gia đình của mình, hàng xóm của mình đó. Để mà tới gần đuổi mình thôi. Mà mình không mà biết nói cho đúng trong niệm Phật nói đó, vấn đề đó, vợ chồng con cháu anh em thân bằng quý thuộc quen biết với mình đều là có cái duyên với tiền mình được lúc tiền kiếp. Mình có duyên mới gặp nhau được. Không duyên cho dù nguyên kiếp cũng không có mà tìm nhau được, nhớ như vậy. Mình đã có cái duyên phận, có thời quá khứ, không biết bao nhiêu kiếp rồi. Nên kiếp này,
tự nhiên lạ quá lạ quơ, mình thấy cái là mình cảm mến được, mình cảm thấy là mình coi như trong gia đình, đó là cái tình quý thuộc ngày xưa mà mình không thể, con mắt thường của mình không nhìn thấy, cho nên á là phải bây giờ mình làm những cái cúng phương này á cho mình khỏi rồi, nhưng mà phải kỷ niệm đâu, mình không riêng gì gia đình dòng họ con cháu mà tất cả những người thân bằng quý thuộc và tất cả những người sống chung quanh mình, hay là những người không sống chung quanh mình mà người ta ngoài đường cũng vậy, khi mình gặp người ta gặp cái khổ, mình có làm được chuyện gì cho người ta thì cứ làm, còn làm không được thì thôi. Ok, nhớ những Phật làm phước. Cảm ơn cô, cảm ơn chú Yến, chú Hạnh, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn vợ của anh Tuấn. Cái điều gì cả là bố thí cúng dường. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn những người mà để tôi đã quan tâm và bố cho mình thì cha mình lúc mà để tôi hướng cùng mà nói chuyện cùng với thí thì ta hay là để tôi hạ gần hướng cùng nên mình nói cùng, nhưng mà đời có có một cái giai đoạn này thì con người á nó mới thay đổi thay xưa thì tôi cho mình nói thôi mình như vậy được. Ok, thank you guys, next time.